Điện hạ, chuyện này rất là kỳ lạ, rõ ràng là quẩn. Cút đi. Dân. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Điện hạ, một tháng trước có người tìm đến phụ thân ta, dùng số tiền lớn mua lại ta từ tay ông ấy, sau đó nghĩ cách cho ta vào Khang Dương phủ, chính là để chờ ngày hôm nay. Ta không biết đối phương là ai, ta chỉ biết hắn bảo ta khi thích khách xuất hiện hãy chỉ ra điện hạ, chính là chủ mưu mưu sát Nhiếp Chính Dương. Nếu như vậy, nàng không nên giấu thích khách đó đi, càng không nên nghĩ cách giúp ta giấu chuyện này. Nàng nên lớn tiếng kêu la, gọi Thẩm Ngộ đến đây. Không phải sao? Ta không thể làm như vậy được. Tại sao? Điện hạ đối đãi chân thành với ta, ta không thể nào phản bội ngài được. Nàng nói thật hay sao? Điện hạ chịu vì ta mà đặt cược tất cả thứ mình yêu thích, sao ta lại không thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng gì điện hạ chứ? Chỉ cần điện hạ chịu yêu thương trân trọng ta, ta sẽ không bao giờ phản bội ngài đâu. Điện hạ, đừng có tin nữ nhân này. Cô ta có ý đồ tiếp cận ngài, cuối cùng vẫn muốn hại ngài thôi. Nếu không phải bị phát hiện thì bọn họ đã làm theo kế hoạch từ lâu rồi. Sao điện hạ có thể đặt cược cả tính mạng của mình vào một gian tế vậy chứ? Nếu nàng là ta, nàng sẽ làm thế nào? Chuyện đêm nay là bí mật. Nếu ta là điện hạ, ác sẽ diệt trừ hậu quả, không chừa một ai. Nói hay lắm. Bẩn quá. Đừng để máu của chúng làm bẩn chân của nàng. Điện hạ, đúng là đêm nay ta cố ý để bọn họ phát hiện. Nếu như ta đã quyết định ở bên điện hạ, vậy thì ánh mắt, trái tim, thậm chí là linh hồn của điện hạ đều chỉ thuộc về một mình ta, sao có thể có người ngoài được chứ? Vì vậy mà ta cố ý dụ hai người họ phát hiện để đuổi hết bọn họ đi. Họ nói đúng đó. Nàng là tiểu yêu tinh trời xanh phái đến để mê hoặc ta. Bệ hạ, thì trước đã lục soát Khang Dương phủ không thu được gì. Người chắc chắn có người đi vào Khang Dương phủ chứ? Mấy chục đôi mắt đều nhìn thấy, ti chức không dám nói dối. Đứng lên trước đi. Dược đồng của Thái Y Viện bị sát hại, xác bị giấu sau núi giả. Thích khách đã lấy trộm y phục và lệnh bài của Dược đồng đi đưa thuốc cho Nhiếp Chính Dương. Trên đường gặp phải Thẩm tướng quân, liền vội vàng bỏ đi. Bình thành lớn như vậy, đi đâu không đi, lại biến mất ở Khang Dương phủ. Mẫu hậu à, đã không tra ra được thì không thể dễ dàng đưa ra kết luận. Bệ hạ, Mã tướng đã đến rồi. Thần Mã Trung Lương tham kiến bệ hạ. Thần nghe nói là Nhiếp Chính Dương bị thương, liền vội vàng đến thăm. Không biết là bây giờ Nhiếp Chính Dương đã thế nào rồi. Nhiếp Chính Dương đến nay vẫn chưa tỉnh, ta cũng đang rất là lo. Đã tìm được hung thủ chưa? Thích khách mất tích ở phủ Khang Dương, ty chức vào trong điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Mã tướng có cao kiến gì hay không? Bây giờ Nhiếp Chính Dương và Khang Dương đã như nước với lửa. Tuy không tìm được hung thủ ở phủ của Khang Dương, nhưng thần tử trong triều chắc chắn sẽ cho rằng có liên quan đến Khang Dương. Thần cho rằng cần phải điều tra kỹ hơn. Gần đây Bình Thành và Kinh Châu liên tiếp gặp chuyện, thần cho rằng
Rất có thể có người cố ý gây tranh chấp, muốn làm ngư ông đắc lợi. Còn về Quách Toàn, nếu không nằm ngoài sự đoán của thần, Kinh Châu ắt có việc lớn xảy ra, cô ấy không thể rút ra được. Nếu bây giờ bệ hạ dội dàng điều cô ấy về, e rằng sẽ trúng kế điều hổ ly sơn của người khác. Được rồi, Quách Toàn tạm thời cứ ở lại Kinh Châu, đợi khi vết thương của Nhiếp Chính Dương lành lại sẽ xử lý việc này sau. Thẩm Ngộ à, có thần, trẫm lệnh cho ngươi dẫn theo cận vệ lục soát Bình Thành, một tấc đất cũng không được bỏ qua. Rõ. Mẫu hậu à, sức khỏe của người cũng không tốt, cùng trẫm về cung trước thì hơn. Nếu Nhiếp Chính Dương có gì cần sẽ lập tức báo về cung. Được rồi, bệ hạ. Khanh cố ý đến đây một chuyến vì muốn nhắc nhở trẫm hay sao? Thần lỗ mãng, xin bệ hạ trách tội. Trẫm đương nhiên biết nỗi khổ của Khanh. Đầu tiên là Triệu Tề bị giết, sau đó là Quách Toàn kháng chỉ. Bây giờ ngay cả Nhiếp Chính Dương cũng bị hành thích. Nếu trẫm dẫn cố Triệu Quách Toàn về, cục diện sẽ nghiêng hẳn về phía của Khang Dương, phá hỏng thế cân bằng bao năm qua. Trẫm đương nhiên hiểu tấm lòng của Khanh. Thần đa tạ bệ hạ. Nhiếp Chính Dương sao rồi? Dương Phi à, độc này vô cùng lợi hại, cũng may người tới kịp, nếu không dù biển thứ còn sống cũng đành bó tay. Nhưng rốt cuộc khi nào hắn mới tỉnh lại đây? Khó nói lắm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể lơ là. Điện hạ. Điện hạ, điện hạ, Tuyết Dân tới thăm chàng đây. Điện hạ. Cô làm gì vậy? Dương Phi, ta tự biết mình có tội, không dám xin cô tha thứ. Nhưng mà ta xin cô, sau này đừng bám lấy điện hạ nữa, được không? Ta mới là thê tử của hắn, cô nói những lời này không thấy buồn cười hay sao? Dương Phi, cô yêu Dung Chỉ chứ? Cô không nói, nhưng ta biết cô không có yêu chàng. Một mối liên hôn chính trị đã kéo dài hai người lại với nhau, khiến cả hai người đều không vui. Ta đố kỵ với cô, nhưng ta cũng đồng cảm với cô. Ta đố kỵ cô có được danh phận chính phi, đố kỵ cô là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng. Nhưng mà ta cũng đồng cảm với cô, đồng cảm vì cô không có được tình yêu của phu quân, mất đi cơ hội có được hạnh phúc. Nhưng cô là Dương Phi, còn ta thì sao? Ta đã không còn gì nữa rồi. Giờ đây ta muốn có được người mình yêu, cũng phải khẩn cầu như vậy. Lẽ nào ta không đáng thương sao? Dương Phi, ta cầu xin cô, đừng tới gặp điện hạ nữa. Coi như cô thương hại ta đi. Dương Phi à, Mã Tuyết Dân, nếu hắn thật sự yêu cô cần gì phải sợ. Dương Phi, Dương Phi, ta cầu xin cô, lần cuối cùng thôi. Dương Phi, Dương Phi à, cho dù ta yêu ai đi nữa,
cũng sẽ không vì hắn mà đánh mất tôn nghiêm, càng không tỏ vẻ đáng thương. Đó là vì cô yêu người đó chưa đủ sâu đậm. Con người phải yêu bản thân mình trước mới có thể yêu người khác. Cô vì yêu hắn mà không cần cả tôn nghiêm. Đợi tới ngày cô mất đi hắn, bản thân cô phải ra sao đây? Mọi người đều có chí hướng riêng, cô tự lo cho bản thân đi. Rồi đây. Chủ tử à, chủ tử, người đâu, người đâu, có chuyện gì vậy? Chủ tử, người tỉnh lại đi. Đã là lúc nào rồi mà còn ở đây làm loạn lên, không mau dọn dẹp đi. Dông chủ tử, đỡ cô ta về đi, gọi thái y đến khám. Mau lên đi. Đa tạ Dương phi khoan dung. Chủ tử đứng còn không vững, còn ra sức chăm sóc cho điện hạ. Kết quả bản thân hôn mê, khiến nơi này loạn cả lên. Mã Trắc Phi này đúng là khiến người ta hết nói nổi à. Đừng nói nữa, ta ở lại là được rồi. Cô đi sắc bát thuốc khác đi. Dân Dung chỉ à, người nhất định phải mau chóng khỏe lại đó. Mã Trắc Phi khỏe lại rồi sao? Phải, khỏe nhiều rồi. Đa tạ quan tâm. Lan Nhược à, cô có ý gì đây? Dương phi đang ở trong chăm sóc cho điện hạ, không cần Mã Trắc Phi nhọc lòng đâu. Lan Nhược à, ta đắc tội cô chỗ nào? Trước giờ Trắc Phi đối đãi tử tế, sao lại đắc tội được chứ? Lan Nhược à, ta biết cô hầu hạ cho Dương phi, nhưng mà vẫn phải nhắc nhở cô một câu, đừng quên chủ tử thật sự của mình là ai. Cũng đừng quên bản thân là người đại ngụy đó. Nô tỳ biết rõ thân phận của mình, nhưng hình như Trắc phi không biết. Nô tỳ to gan nhắc nhở cô một câu, Dương phi mới là nữ chủ nhân của nơi này, những người khác đều nên làm tròn bổn phận, không nên đi quá giới hạn. Hỗn xược, Mã Trắc Phi à, điện hạ trong triều bị bao vây tứ phía, lo lắng bộn bề. Về tới phủ, ắt sẽ hy vọng thê thiếp hòa thuận, sống im bể lặng. Dương phi là người độ lượng, không để ý tranh chấp giữa thê thiếp nên mới tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi chớ quên, Dương phi có thể tha thứ chưa chắc thái hậu đã bỏ qua. Mã Thứ Phi à, mời quay về đi ạ. Được, được lắm.
Muội biết thừa thân phận mình đặc biệt, sao còn nói như vậy chứ? Rất nhiều chuyện Dương Phi không để ý, nhưng ta có thể làm thay người. Mục đích của ta chỉ là mong muốn trong phủ được an ổn. Điện hạ không phải lo lắng chuyện nhà. Muội không chịu nghĩ cho mình sao? Ta chỉ lo cho muội thôi. Lan Nhược rất là tốt, tướng quân không cần lo đâu. Chẳng phải là con bảo phụ thân không cần tới nữa sao? Sao lại tự nhiên đổi ý vậy chứ? Phụ thân à, con muốn ra ngoài. Con tự mình làm mình ra nông nỗi này, Thái hậu còn chưa hết giận dữ, ai dám nói đỡ giùm cho con đây chứ? Nhưng mà con biết phụ thân chắc chắn sẽ giúp cho con. Tuyết Dân à, phụ thân rất lấy làm lạ. Ngay từ khi ta mới bước vào, con đã nói là con muốn thế này, con muốn thế kia. Sao không quan tâm đến Nhiếp Chính Vương, phu quân của con vậy? Bình thường con yêu hắn lắm mà. Con sao vậy chứ? Vì con biết Điện hạ chắc chắn sẽ không sao. Trong lòng của phụ thân phải biết rõ hơn con chứ. Con nói vậy là sao đây? Khang Dương lợi dụng cái chết của Triệu Tề để gây mâu thuẫn quan hệ hai nhà. Hoàng thượng lại gọi Quách Toàn về Bình Thành. Nếu Điện hạ cứ cố gắng muốn giết thì chắc chắn sẽ khiến Triệu gia tức giận. Khang Dương làm vậy đã đánh một đòn đao vào Triệu gia, đã kích Quách Toàn, cắt đứt hai cánh tay đắc lực của Nhiếp Chính Vương. Đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Vậy nên Nhiếp Chính Vương Điện hạ không thể ngồi chờ chết được. Lúc này chàng càng nói càng sai, vậy nên chỉ có thể dùng kế hòa thủy đông dẫn. Chỉ khi xảy ra một chuyện nghiêm trọng hơn mới có thể di dời sự chú ý của người khác. Có chuyện gì có thể quan trọng hơn việc hoàng thượng coi trọng chuyện giữ cân bằng này? Tuyết Dân à, con là phụ nữ, không được suy đoán ngông cuồng như vậy chứ. Chỉ đáng tiếc trong phủ của Khang Dương không tìm được thích khách. Nhưng mà cho dù vậy thì cũng đủ khiến cho Khang Dương bận tối mày tối mặt. Dù sao Nhiếp Chính Vương gặp nạn thì người được lợi nhất vẫn là hắn. Hoàng thượng là vua một nước, người làm vua tuy tin Phật pháp nhưng cũng có lòng nghi ngờ. Hoàng thượng có thể nhìn các vương gia tranh đoạt nhưng cũng không muốn Khang Dương chiếm ưu thế hơn. Lúc trước là bức ép gây áp lực cho Hắc Toàn mới có thể khiến Hắc Toàn quay về. Giờ Nhiếp Chính Vương cho ngài bậc thang đi xuống, ngài sao có thể không đi chứ? Mã Tuyết Dân, câm miệng lại đi. Phụ thân tức giận rồi hay sao? Tuyết Dân từ nhỏ đã không có hứng thú với chuyện triều chính, nhưng con cũng không phải là đồ ngốc. Con không phải là con gái của người sao? Không phải sao? Nói thật cho con biết, tâm cơ của Nhiếp Chính Vương rất là nặng, con không thể tưởng tượng nổi đâu. Kẻ địch của con không phải là Khang Dương. Khang Dương là bia đỡ đạn tốt nhất. Vất vả suy nghĩ như vậy chỉ vì kẻ địch thực sự còn mạnh hơn bất cứ kẻ nào. Chậm rãi dờn quanh Khang Dương mới là điều mọi người muốn thấy. Đó là đạo cân bằng. Hai bên cũng bình an vô sự mà lại không khiến người trên ngai vàng kia nghi ngờ. Con nghĩ mà xem, một người có thể đáng sợ tới mức nào mới có thể nhìn thấu thế nhân, thậm chí coi người trong thiên hạ như là con cờ. Sự kiên nhẫn này Mã Trung Lương ta cũng phải thật lòng bội phục. Ngày nào con cũng liên miệng nói yêu hắn, yêu hắn, con vốn dĩ không hiểu hắn. Con gái à, chuyện trên triều con đừng có tham gia nữa. Nghỉ ngơi cho tốt đi nào.
phụ thân. Con biết người tức giận, giận con mê muội trong tình yêu, giận con không nghe lời của người. Nhưng mà phụ thân à, con biết sai rồi. Biết sai thật rồi sao? Con không nên liên tục thử nhiếp chính dương. Vì con muốn biết cực hạn của chàng rốt cuộc là cái gì. Giờ con mới phát hiện ra, lấy mình ra để thăm dò chàng mới là điều ngu ngốc nhất. Con đang cho Dương Phi cơ hội tiếp cận nhiếp chính dương. Con sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Sau này con sẽ làm theo những gì phụ thân nói. Phụ thân à, con sai rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tuyết Dân à, vậy thì phụ thân mong con có thể nhớ bài học lần này, đừng làm việc lỗ mãng nữa. Hãy nhớ, con là con gái của Mã Trung Lương ta, không thể xuất kích tùy tiện, nhưng một khi đã tấn công, tất phải trúng. Đừng để lại cơ hội cho người khác cắn lại con. Dân, con hiểu rồi. Nào, con yên tâm đi. Chỉ cần con nghe lời của ta, ta chắc chắn sẽ giúp cho con. Điện hạ, đang chờ ai vậy? Không có gì đâu. Dương Phi ở bên cạnh ngài 3 ngày liền. Bình thường đúng là không nhận ra Dương Phi lại chu đáo đến vậy. Nếu ngài muốn gặp Dương Phi, để ta phái người đi đón nha. Được rồi. Không cần bị chức đi mời thật sao? Thẩm Ngộ à, ngươi vội vàng tới Đan Phượng Hiên là muốn đi mời Dương Phi hay là gặp người trong lòng vậy chứ? Lâu như vậy rồi, Lan Nhược vẫn, cho dù thuộc hạ tiếp cận thế nào thì nàng vẫn lạnh lùng với thuộc hạ. Thường ngày gặp mặt cũng không chào đón. Lan Nhược sống vất vả, gặp nhiều khó khăn, người không nên khắc khe với cô ấy như vậy. Thuộc hạ nào còn mặt mũi trách cô ấy. Tất cả đều là lỗi của thuộc hạ. Điện hạ, xin lỗi, thuộc hạ không nên nhắc tới chuyện này. Người có thể làm gì để có thể làm cô ấy cảm động đây? Điện hạ, điện hạ, thuộc hạ xin lui trước. Sao nàng lại tới đây? Điện hạ, hôm nay Tuyết Dân tới để tạ ơn ân điển của chàng. Ý nàng là sao đây? Tuyết Dân thân mắc bệnh nặng, không thể thị tẩm, còn nói dối điện hạ. Điện hạ lệnh cho thái y giấu giếm, phụ thân mới có thể cầu xin tha cho thiếp. Đừng nhắc tới nữa. Điện hạ, ăn cháo đi. Điện hạ, để thiếp đút cho chàng nha, ta tự ăn được. Hôm đó điện hạ bệnh nặng, Tuyết Dân rất là mong người có thể ở bên điện hạ là thiếp. Nhưng mà nhiều lần tới đều bị Lan Nhược ngăn lại. Lan Nhược cũng chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi, nàng đừng trách cô ấy. Điện hạ nói phải, có lẽ là do Tuyết Dân quá dội dàng. Lần sau gặp Lan Nhược, thiếp sẽ xin lỗi cô ấy. Điện hạ, để cho thiếp, ta tự lao được rồi. Lan Nhược à, Thẩm tướng quân, ban nãy ta ra chợ thấy một chiếc trâm cài, ta nghĩ mũi cài nó chắc là đẹp lắm, vậy nên ta đa tạ ý tốt của tướng quân. Lan Nhược hổ thẹn. Dương Phi sắp tỉnh lại rồi, ta phải nhanh chóng tới hầu hạ đây. Thất lễ rồi. Lan Nhược à, thank you.
Dương Phi ngủ 2 canh giờ, chắc là đói rồi. Lan Nhược à, cô và Thẩm Ngộ, Dương Phi dùng bữa trước đi. Xin lỗi Lan Nhược, là ta nói đường đột quá, lại hỏi cô câu đó. Đều là món ta thích ăn nè. Lan Nhược à, cô thật là tốt, sao cô biết ta đói rồi? Dương Phi không cần để ý đâu, đều là chuyện đã qua rồi. Thực ra ta vẫn luôn muốn hỏi cô. Cô nên kết hôn sinh con rồi, nhưng vẫn chưa gả đi. Nhưng mà ta sợ trong chuyện này còn có quẩn khúc, nên mới không dám nói ra. Nô tỳ đã từng gả cho người khác. Sao hả? Đũa bẩn rồi, để nô tỳ đổi lại cho. Cô đợi đã. Cô ngồi đi. Cô mà nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Hai năm trước, phu quân của Lan Nhược ra chiến trường, không bao giờ quay lại nữa. Vốn chàng là phó tướng của Điện Hạ. Điện Hạ thấy nô tỳ cô đơn, nên đã cho nô tỳ vào cung hầu hạ Thái Hậu. Sau đó Điện Hạ thành thân, Thái Hậu cho nô tỳ tới phủ chăm sóc. Là vậy sao? Ta chưa từng nghe cô nói. Xin lỗi nha Lan Nhược, nhưng mà phu quân của cô đã qua đời rồi, cô có thể tái giá mà. Dương Phi à, người hiểu lầm rồi. Thẩm tướng quân chỉ là thương hại nô tỳ thôi, ta đâu có thấy hắn thương hại cô đâu. Ta cảm thấy hình như hắn thích cô đó. Lan Nhược từ nhỏ đã mất cha mẹ, có lẽ là duyên phận được Thẩm phu nhân yêu quý, vậy nên mới ở lại nhà họ Thẩm làm con dâu từ nhỏ. Thẩm tướng quân xuất chinh khi còn trẻ chưa từng quay về, sau khi về biết được tin thì phản đối quyết liệt, còn ồn ào với người nhà một phen. Nô tỳ không muốn làm khó phu nhân nên đã rời khỏi nhà họ Thẩm. Sau đó gặp được phu quân, chàng đối với nô tỳ rất là tốt. Đúng là ông trời trêu ngươi. Ai biết quay đi quay lại lại gặp được Thẩm tướng quân ở phủ Nhiếp Chính Vương chứ. Ôi trời ơi, trên đời này còn có chuyện ly kỳ thế này sao? Nhưng mà hai người ở trước mặt của ta chưa từng để lộ ra chút gì cả. Dương Phi mau dùng bữa đi ạ. Cơm canh sắp nguội rồi, em đổi cho người đôi đũa mới nha. Lan Nhược à, hai người che giấu tốt thật đó, ta chẳng nhận ra được gì luôn. Từ ngày Lan Nhược rời khỏi Thẩm gia thì đời này em và Thẩm tướng quân chỉ là người dưng thôi. Dân à, nàng đã ở đây cả ngày rồi đó, mắt có quầng thâm luôn rồi, mau về nghỉ ngơi đi nào. Điện Hạ không ở bên, ta ngủ không yên giấc, hay là để ta ở lại đi? Đừng làm cho ta lo lắng nữa. Vậy được rồi, tối nay ta sẽ về, sáng mai ta lại đến. Ta bảo đảm chàng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy ta. Đi đi nào. Triệu Tường à, có thuộc hạ Dương Phi đâu? Chuyện này thuộc hạ cũng không biết, cái này không biết, cái kia không biết. Vậy ngươi biết cái gì đây? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tham kiến Dương Phi. Muộn thế này Dương Phi gọi thần có chuyện gì? Không có chuyện gì, muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm thôi. Dương Phi không giống người sẽ tìm thuộc hạ nói chuyện phiếm. Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện thôi. Mời Dương Phi nói. Ban đầu người dứt khoát từ chối hôn ước, khiến Lan Nhược phải lưu lạc khắp nơi, là tại sao vậy? Nghĩ cho kỹ nha, nghĩ kỹ rồi mới trả lời ta đó. Nếu không hả, ta không cho phép người đến gần cô ấy một bước luôn. Còn nếu ta thành thật trả lời thì sao?
Vậy ta sẽ giúp ngươi. Ta giúp ngươi hóa giải khúc mắc của Lan Nhược. Ta luôn chiến đấu xa trường, có hôm nay không có ngày mai, có thể chết bất cứ lúc nào cũng không biết, nên ta chưa từng nghĩ sẽ thành hôn. Về đến nhà, mẫu thân là chuẩn bị cho ta một người vợ. Ta và cô ấy chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc, sao có thể dễ dàng chấp nhận được chứ? Vậy người đã từ chối cô ấy, thế tại sao bây giờ lại quấn lấy cô ấy? Lúc đó ta tuổi trẻ nóng tính nên phản kháng rất là kịch liệt. Lan Nhược không còn đất dung thân, trong đêm thu dọn hành lý dội dàng rời khỏi Thẩm gia. Sau này ta mới hối hận. May là sau đó cô ấy cũng có trốn về. Vị hôn phu chính là anh em của ta, đương nhiên ta cũng thấy mừng cho cô ấy. Không ngờ chỉ một trận chiến đã cướp đi sinh mệnh của huynh ấy. Lan Nhược không sợ thiệt mà thành hôn với bà dị của huynh ấy. Ngươi nói cái gì? Cô ấy còn chưa được gả vào thì vị hôn phu đã chết. Sao lại như vậy được chứ? Vậy ta lại càng muốn hỏi ngươi, từ khi nào ngươi bắt đầu thích cô ấy rồi? Bắt đầu từ giây phút đó, ta đã động lòng với cô ấy. Dương Phi à, cái tên xấu xa này, nếu không phải vì ngươi cự tuyệt thành hôn thì Lan Nhược sẽ thành quả phụ sao? Đừng đánh nữa, cái tên xấu xa này còn dám quấn lấy cô ấy, đừng đánh nữa mà, tên xấu xa ngươi. Cút đi, cút càng xa càng tốt đó. Điện hạ, ngài xem Dương Phi kìa. Đã hứa nếu thần nói thật thì sẽ giúp thần, sao nói trở mặt là trở mặt vậy? Đừng mong nói lý với phụ nữ, huống chi là ngươi sai trước, là ngươi đã từ bỏ một mối nhân duyên, giờ ngươi lại muốn tìm lại. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Chờ đã. Nếu không phải vì Dương Phi, có phải nàng sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với ta không? Thẩm tướng quân à, ta không có tâm trạng đâu. Vậy thì khi nào nàng mới có tâm trạng đây? Dương Phi đã đánh mắng ta một trận, ta mới ý thức được bản thân đã làm sai rất là nhiều. Dương Phi nói với ta làm sai không phải chỉ một câu xin lỗi thì có thể được tha thứ. Lan Nhược à, ta không cầu xin nàng tha thứ, ta chỉ xin nàng cho ta thêm một cơ hội để ta có thể chăm sóc tốt cho nàng, có được không? Tướng quân à, ngài cảm thấy Lan Nhược sống không tốt hay sao? Phải, ta cảm thấy nàng sống không hề tốt. Ngài tưởng là ta trở thành một quả phụ, cô đơn một mình sống qua ngày, thê thảm bi thương, chờ đợi một người đàn ông đến giải cứu ta, có đúng không nào? Đó chỉ là cách nghĩ của tướng quân, xin đừng áp đặt nó lên người của ta. Lan Nhược sống rất là tốt. Lan Nhược à, quan trọng nhất là nếu tướng quân không đến gần, không cho ta thương hại, thì Lan Nhược sẽ sống rất là tốt. Thần đã lục tung cả kinh thành nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thích Khách. Thần đoán là chắc là Khang Dương đã có chuẩn bị trước, cho nên chúng ta mới không thu hoạch được gì. Kinh Châu có tin tức gì không? Đến nay vẫn không có tin tức gì cả. Xem ra Quách Toàn đã gặp phải phiền phức lớn. Đúng vậy, đã phái 3-4 nhóm người qua đó nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai về. E là bên Kinh Châu hiện tại đang vô cùng nguy hiểm. Kẹo hồ lô đây, ông chủ cho một sâu. Cậu lấy sâu nào, cho ta sâu lớn đi nào. Dạ được. Cầm tiền nè, cảm ơn. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô thơm ngon đây. Muốn ăn không hả? Cho một sâu, có ngay.
Công chúa à, người thật tốt với Thanh Diệt đó. Chỉ mua cho sâu kẹo hồ lô mà đã bảo tốt. Nha đầu ngốc, em không ngốc đâu nha. Có thể đi theo công chúa chính là quyết định quan trọng nhất trong đời Thanh Diệt em đó. Sự thật chứng minh người là một người chủ tốt mà. Thanh Diệt theo người là hạnh phúc nhất. Được rồi, ta thấy người chính là người dễ thỏa mãn nhất trong thiên hạ đó. Có đồ ăn ngon, đồ đẹp mặt, còn được vui vẻ, thế còn gì mà không thỏa mãn chứ. Phải phải phải, người nói đúng lắm. Nếu người trong thiên hạ đều dễ dàng giống như người thì khắp nơi bình yên rồi. Đi đi đi, mau cút đi nào. Đây không phải là thiện đường. Ngươi không sao chứ? Ngươi đứng lại cho ta. Ngươi làm cái gì vậy? Dám ức hiếp phụ nữ giữa đường. Chắc là quý nhân đây không biết. Nữ lang này ba lần bốn lượt đến tiệm ta mua thiếu. Chúng tôi cũng chỉ buôn bán nhỏ, sao mà chịu nổi đây? Nên nhất thời nặng tay, ta xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cảm ơn, đều là lỗi của ta. Đi, đi xem thử đi. Qua đây. Cơm thừa của hôm nay nè, chỉ có nhiêu đây thôi. Đa tạ ông chủ. Không cần cảm ơn. Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi nào. Ăn cơm thôi. Đi, từ từ nào. Đói rồi sao? Ăn thôi nào, cẩn thận một chút. Ăn cơm thôi. Nào, mau xem có cái gì nè. Mau mở ra nào. Cá, có cá kìa. Cái này nữa nè. Đây là thịt gà, là thịt gà đó. Đó là xương gà mà. Xương gà cũng là thịt mà. Sao nhiều trẻ con thế này? Tỷ ngồi chỗ của ta kìa. Được rồi, ăn thôi. Đưa bát cho tỷ. Sao lại thế này chứ? Ta muốn ăn cái này. Thơm quá đi. Chua quá, lãng phí quá. Có thể uống mà. Cái này thiêu rồi. Cái này khó khăn lắm A tỷ mới xin được về đó. Đúng vậy đó. Chúng là đều là những đứa trẻ bị dứt bỏ. Những đứa trẻ này đa số là gia cảnh bần hàn, mà vừa sinh ra đã có bệnh. Phụ mẫu không muốn nuôi chúng nên bị dứt ở nơi hoang dã. Những đứa trẻ này vậy là tốt lắm rồi. Có nhiều đứa vừa sinh ra đã không thể sống tiếp vì bị phụ mẫu chúng trực tiếp dìm chết. Nhưng mà cô, nơi này từng là dục anh đường do Thái hậu thành lập. Mấy đứa trẻ cũng từng không phải lo cơm gạo. Sau này hoàng thượng đăng cơ, vì để xây sở quân phí nên đã giải tán hết tất cả thiện đường. Mấy đứa trẻ này là ta thấy chúng đáng thương mới đến đây chăm sóc cho chúng. Hôm nay tiểu vũ bị bệnh, ta muốn mua thiếu ông chủ chút thuốc nên mới gặp cô đó. Cầm lấy cái này đi. Không được, không được, thế này không được. Cô giữ lại đi. Cái này để cho các bé khám bệnh đó. Cảm ơn cô. Cô trẻ tuổi lại lương thiện. Rất nhiều người có thể lo cho mình là tốt lắm rồi, nhưng cô lại muốn giúp đỡ người khác. Ta không thể không bái phục. Ta cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Có thể chống thêm một ngày thì thêm một ngày vậy. Cô sao vậy? Sao bỗng nhiên lại khóc? Ta chỉ là nhất thời cảm động mà thôi. Trong cô ăn mặc lộng lẫy thế này, nhất định là xuất thân phú quý. Sao có thể hiểu được hoàn cảnh không cơm không áo, không gì cả thế này? Điện hạ, sao huynh lại làm như vậy chứ?
Ta làm sao nào? Ngài lúc Huynh nghe nói là Nhiếp Chính Vương gặp nguy hiểm, rõ ràng Huynh đã có ý thức được có chuyện không đúng. Rõ ràng chúng ta có thể bắt Đường Thích Cách ngay mà, có thể giành thế chủ động, phản kích lại kẻ địch. Thế mà Huynh lại cho hắn vào phòng của mình. Lẽ nào Huynh điên rồi sao? Muốn giúp kẻ địch một tay sao hả? Cười. Cười cái gì mà cười? Ta gọi Huynh là Điện Hạ, tôn trọng Huynh, kính nể Huynh. Trước mặt của người khác, ta có thể để mặt Huynh nổi nóng. Nhưng mà Huynh đừng quên, hai chúng ta là biểu huynh đệ. Nào, ngồi xuống đi đã, ta rót cho đệ cốc trà. Huynh làm ra nhiều việc khiến ta khó hiểu như vậy, làm sao ta ngồi xuống được đây? Huynh, nếu Huynh không nói cho ta biết, ta sẽ đi hỏi Thái Phi Nương Nương, chắc người có thể cho ta đáp án. Biểu ca, thực ra ta cũng rất là muốn biết cô ấy lựa chọn thế nào. Huynh cố ý mắc bẫy sao? Huynh biết cô ta là gián điệp từ lâu rồi. Trên đời quả thực nhiều việc trùng hợp, nhưng mà cô ấy lại xuất hiện bên cạnh của ta. Để nói xem có phải trùng hợp không. Huynh cũng không thể lấy tính mạng của mình mà ra làm trò đùa chứ. Lần này Dung Chỉ vốn không muốn giết ta, cho dù tìm được Thích Khách, hắn cũng không dám giết ta. Điểm này ta rất là rõ. Tất nhiên hắn càng rõ hơn, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ tôn kính chỉ muốn thoát khỏi hiểm cảnh mà thôi. Nói tới đây, tên Dung Chỉ này cũng thật tàn nhẫn với bản thân, đúng là một đối thủ đáng gờm đó. Như vậy thì hắn bố trí tai mắt bên cạnh của ta cũng không có gì lạ cả. Nhưng mà Huynh đã nghi ngờ như vậy, sao còn để cho Lạc Quẩn ở bên cạnh chứ? Chỉ cần có một chút điểm giống nhau, ta cũng muốn cô ta ở lại bên cạnh, giấu cô ta đi. Huynh yêu cô ta vậy sao? Phải đó. Càng đáng mừng hơn là cô ấy không làm ta thất vọng. Nếu cô ấy đã tới rồi, thì ta muốn cô ấy ngoan ngoãn ở lại bên mình. Hành quân phải thần tốc, khiến cho kẻ địch trở tay không kịp, tấn công theo hướng bọn chúng không ngờ đến. Trên chiến trường, quan trọng nhất chính là tốc độ. Trong quốc gia quân ta, những chiến sĩ lần đầu nhập ngũ mỗi ngày đi bộ 100 dặm, giữa trưa bắt buộc phải tới đích, liên tục trăm ngày không ngơi nghỉ, mục đích là rèn luyện tốc độ cho các ngươi. Nay quân địch sắp tấn công vào thành, không có thời gian cho các ngươi từ từ tập luyện. Ta muốn các ngươi trước trưa chạy hết 100 dặm trong thành. Sao mà chạy được? Từ đây chạy khắp cả thành, tới lúc mặt trời lặn cũng chưa xong. Người nào không chạy được thì không có cơm ăn. Các người không có nói lý lẽ, ức hiếp người quá đáng. Ta cho các ngươi bán mạng, chứ không phải là tới nói lý với các ngươi. Ngươi nghĩ tự do và vinh hoa dễ đạt được hay sao? Dương Trạch, ta đếm đến ba thì các ngươi bắt đầu chạy. Tới trưa nay ai không chạy xong sẽ bị phạt nặng hơn. Tất cả xoay người. Một, hai, ba, chạy. Tiên sinh, tiên sinh không sao đó chứ? Ta không sao đâu. Tướng quân à, ta đã điều tra kỹ lai lịch của Cố đại phu rồi. Quá ra hắn là đại phu có tiếng trong thành, y thuật cao minh, con người lại hiền lành lương thiện, thường khám và cho thuốc người nghèo, rất là được nể trọng. Người như vậy sao lại lưu lạc đến bước đường này chứ? Tất cả là do lưu thứ sử tiền nhiệm, tiểu cữu của hắn bóc lột dân chúng, hoành hành ngang ngược, mang theo một lũ lưu manh đi khắp nơi tìm kiếm trai xinh gái đẹp để dâm ô. Người dân khổ không kể xiết, nhưng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Cố tiên sinh đến phủ của hắn trị bệnh cho đứa trẻ bị thương, tận mắt nhìn thấy sự ngược đãi vô nhân tính đó. Tiên sinh ra tay vì đại nghĩa, hạ độc vào rượu, giết sạch đám tay chân ức hiếp dân lành. Người dân cảm tạ ân đức của tiên sinh, cầu xin cho hắn. Chỉ tiếc là Lưu Thứ Sử nhất quyết đòi báo thù cho tiểu cửu, nên phán xử trảm sau mùa thu. Nghe giọng của ngươi thì hình như rất là khâm phục hắn. Tất nhiên rồi, một đại phu trói gà không chặt lại có tinh thần nghĩa hiệp như vậy, thậm chí vì đám trẻ không hề quen biết mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình,
Người như vậy chẳng lẽ không đáng khâm phục hay sao? Nếu hắn là đại phu, đừng để cho hắn ra tiền tuyến nữa, giữ lại ở hậu phương làm quân y đi. Đa tạ tướng quân. Thế nào rồi? Ta nói các ngươi chạy được thì chắc chắn chạy được. Cô coi bọn ta như khỉ trong chuồng xiếc. Lão tử không làm nữa đâu. Đúng vậy đó. Cô đâu xem bọn ta là con người. Tốc độ này chạy đến mức muốn nôn ra ngoài. Người nào không làm thì cút vào nhà lao cho ta. Giờ ngọ ngày mai lập tức hành quyết. Đã lên thuyền của ta thì trừ khi thuyền chìm, nếu không tuyệt đối không có chuyện xuống thuyền giữa chừng. Trên chiến trường tàn khốc này chúng ta càng yếu đuối lại chết càng nhanh. Cho nên ta càng đối xử nghiêm khắc với các ngươi thì cơ hội sống sót của các ngươi mới càng lớn. Người đâu? Buổi sáng nếu đã chạy xong rồi, buổi chiều tiếp tục chạy, tất cả đều phải buộc bao cát vào cổ chân. Lấy tiêu chuẩn là chạy một dặm không thở gấp, không đạt được thì đến bữa tối cũng không có. Tướng quân à, huấn luyện thế nào rồi? Đã có tiến bộ rất lớn, trông cũng ra dáng lắm rồi đó. Tướng quân đang làm gì vậy? Ngươi xem nè. Đây là cái gì chứ? Hôm nay nhìn thấy thạch chi thủy, ta đột nhiên có một ý tưởng mới. Tại sao không thể dùng lửa tấn công kẻ địch? Ta muốn chế tạo một loại máy phun lửa, có thể phun ra dầu hỏa. Nguyên liệu thì dùng ống sắt, chỉ cần kéo máy bơm là có thể phun ra lửa mạnh, lực sát thương vô cùng lớn. Quả là một cách độc đáo. Nhưng bây giờ có một vấn đề rất là lớn. Ta nên làm thế nào mới có thể khiến phạm vi công kích của nó rộng hơn? Quốc tướng quân, Cố tiên sinh, sao tiên sinh lại đến đây? Quốc tướng quân, hôm nay ta đến chủ yếu là để cảm ơn cô đã cho ta rời khỏi khu huấn luyện, ít phải chịu khổ một chút. Ta cho tiên sinh rút khỏi huấn luyện không phải là vì thương hại tiên sinh, mà vì nể phục nghĩa cử của tiên sinh. Hơn nữa, để tiên sinh làm quân y mới có thể cứu được nhiều người hơn, cũng có thể dùng người đúng cách hơn. Ơn đức của quốc tướng quân, Cố Quang Minh xin ghi lòng tạc dạ. Hôm nay ta mang đến một ít dị thuốc giúp tăng cường sức khỏe, mong tướng quân nhận cho. Cố tiên sinh à, nếu không còn chuyện gì nữa thì tiên sinh về trước đi. Vậy ta cáo từ trước. Quốc tướng quân à, thiết kế này của cô tuy tốt, nhưng mà dùng ống sắt để chế tạo máy phun lửa, dầu hỏa lắp được có hạn, bắn tầm ngắn chỉ có thể dùng để trấn thủ. Hơn nữa, quá trình liên tục nạp thêm dầu hỏa rất là tốn thời gian. Dương Trạch à, xem ra ta đã nhiều lời rồi. Cơ mật quân sự đâu thể tùy tiện bàn luận. Nếu tiên sinh đã hiểu rồi, ta lại càng không thể để tiên sinh rời khỏi đây. Khoan đã, tướng quân à, nghe những gì Cố tiên sinh nói thì hình như còn cách khác. Cố tiên sinh à, cứ nói thẳng đi, đừng ngại. Quốc tướng quân à, lúc trước ta vì muốn chữa cho bệnh nhân mắc bệnh về da nên đã nghiên cứu ra một loại ống thuốc có thể phun hơi nước. Thực ra nguyên lý của nó khá giống với của cô. Máy phun lửa của cô tầm bắn có hạn, nguyên nhân chủ yếu là vì miệng ống quá nhỏ. Nếu mở rộng miệng ống sẽ làm tăng trọng lượng những phần khác. Chi bằng chúng ta thêm hai ống cuộn, cùng lúc dựng bốn chân. Giống như thế này nè, ống cuộn. Đúng vậy, lúc trước trong ống cuộn đã từng thêm thuốc bắc, mượn áp lực để phun ra hơi nước. Bây giờ chúng ta có thể dùng cách tương tự, ở trong ống cuộn thêm vào một lượng lớn dầu hỏa. Như vậy có thể giải quyết vấn đề dầu hỏa có hạn và tầm bắn ngắn rồi. Ta biết những thứ này chỉ nên giữ trong lòng. Một khi nói ra, cô sẽ nghi ngờ ta có mưu đồ bất chính. Thế này đi,
Nếu các ngươi vẫn không yên tâm, có thể phái người giám sát ta cả ngày. Nếu như cô vẫn không yên tâm, thì tống ta vào nhà lao cho tới khi các người thắng trận mới thôi. Cố tiên sinh à, tiên sinh bất chấp nguy hiểm bị ta nghi ngờ cũng phải nói ra những gì mình biết. Ta rất khâm phục dũng khí của tiên sinh. Ta không thể vì tính mạng của bản thân mà giả câm giả điếc. Ta không muốn nhìn biết bao nhiêu người dân chết trận như vậy, cho dù chỉ là một đốm sáng. Ta cũng muốn vì Kinh Châu, vì tướng quân mà góp một phần sức. Tướng quân à, nói hay lắm. Cố Quan, ta sẽ tin tiên sinh một lần. Đa tạ tướng quân. Nếu như cần, giờ ta sẽ mang bản vẽ qua đây nghiên cứu với cô. Được. Tướng quân à, người này quả thật quá thông minh, chúng ta không thể tin hắn được. Một người nếu che giấu sự thông minh của mình mới thật sự nguy hiểm. Biểu hiện của hắn rất là thẳng thắn. Nếu ngươi vẫn hoài nghi, tức là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi đó. Dân, ta biết rồi. Tướng quân à, cô lại đùa với ta rồi. Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, luyện kiếm phải chuyên tâm. Tâm hồn treo ngược cành cây, còn có thể trách ai đây? Ta là chỉ đang lo thôi. Nếu ngươi lo không đánh bại được kẻ địch. Dương Trạch à, ngươi theo ta lâu như vậy rồi, sao vẫn còn lo trước lo sau vậy? Tướng quân à, sao ta thấy có lúc cô còn nam tính hơn cả ta vậy? Ta giống nam nhân. Tướng quân à, vốn là đại mỹ nhân, nhưng phong cách hành xử còn bá đạo hơn nam nhân vài phần. Cứ tiếp tục như vậy, còn ai dám lấy cô nữa đây? Tướng quân à, có lúc cô cũng nên dịu dàng một chút, không thể cứ hung dữ mãi được đâu. Nếu không sao Nhiếp Chính Vương dám? Ta không nói nữa được chưa? Không cần nam nhân đến cưới, mà ta sẽ rước Nhiếp Chính Vương về nhà. Tướng quân à, cô đúng là quy vũ đó. Tiểu tử chết tiệt, đừng da mồm nữa mà. Là ai hả? Chuyện gì vậy? Thuộc hạ đang đi tuần tra, đột nhiên phát hiện ra trong thư phòng có tiếng động. Đáng tiếc để tên trộm chạy mất rồi. Mất cái gì? Tướng quân à, là bản đồ bố trí. Giang tế không ra khỏi thành được đâu. Lập tức lục soát toàn thành, cho dù có manh mối gì cũng không được bỏ qua. Rõ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là, nghe nói là phủ thứ sử có trộm, hình như là mất công văn quan trọng gì đó. Xót cho ta, cho dù phải lục tung cả thành lên, cũng phải bắt được gian tế. Tập trung tất cả mọi người lại, không được bỏ qua một kẻ nào cả. Mất món đồ gì vậy? Liên quan gì đến chúng ta? Đúng vậy đó, dựa vào gì mà nghi ngờ bọn ta? Bởi vì chúng ta từng phạm tội nên chúng ta chắc chắn là gian tế sao? Đúng, không công bằng, thế này không được. Cả thành đều phải tiếp nhận điều tra, chỉ có mấy người là ngoại lệ. Đó mới thật sự là một việc không công bằng. Sót, rõ. Tướng quân à, ở đây. Tìm thấy ở đâu? Ở trên chiếc giường kia. Đây là giường của cố tiên sinh. Tuyệt đối không thể nào. Các người nhất định là nhầm rồi đó. Quả nhiên là ngươi. Từ lâu ta đã thấy ngươi không bình thường. Ở ngoài thì giúp đỡ chúng ta, sau lưng thì ăn trộm bán đồ. Ta thấy ngươi vốn là gian tế rồi, không phải chứ? Là cố tiên sinh hay sao? Cố tiên sinh là người tốt như vậy, sao lại là gian tế được chứ? Nhưng bản đồ này vừa rồi được lấy ra từ trong chỗ chăn gói của hắn. Thì ra hắn là người luôn bán đứng chúng ta. Uổng công chúng ta coi hắn là người tốt. Tất cả đều là giả vờ. Cố Quan à, ngươi còn gì để nói nữa không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội giải thích. Quốc tướng quân à, ta nghe theo cô xử lý. Ta không có gì để nói cả. Người đâu? Lôi hắn xuống. Rõ. Khoan đã. Tướng quân à, tên Cố Quan này âm hiểm xảo trá. Hắn trộm bản đồ của chúng ta, không thể giữ hắn lại được đâu. Nếu hắn là trộm thì sao lại giúp trong việc cải tạo? Không phải thế là tự mâu thuẫn hay sao? Đây chính là điểm giả hoạt của hắn. Ngoài mặt thì giúp đỡ chúng ta, là vì muốn lấy được sự tin tưởng của chúng ta.
Nếu mà hắn không làm như vậy thì đã bị nghi ngờ từ lâu rồi. Làm gì có thời gian ăn trộm bản đồ. Nhưng tấm bản đồ này là giả. Giả. Mực có lúc khô ướt đậm nhạt. Lúc mực còn ướt thì khó phân biệt được. Nhưng khi mực đã khô rồi thì rất dễ nhìn ra sự khác nhau về độ nông sâu. Dương Trạch à, người có nhớ quả pháp ta thích nhất không? Tướng quân luôn thích dùng mực tiêu. Người ta đều thích dùng mực nước, phát huy điểm mạnh khi dùng nước, tùy ý múa bút, nhưng lại ghét dùng mực tiêu. Bởi vì nếu vẽ đẹp thì nét bút sẽ chắc chắn, cứng cáp. Nếu vẽ không đẹp thì trông rất nhàm chán. Nhưng ta lại thích tự chuốc lấy phiền phức. Cho dù là vẽ tranh cũng phải sau khi rơi vào tuyệt cảnh mới mở ra được một con đường mới. Đây gọi là dồn vào chỗ chết rồi sống lại. Bức tranh này được vẽ bằng mực nước. Chỉ có chỗ để thùng thuốc súng là dùng mực tiêu để đánh dấu. Đây không phải là tranh gốc. Nói tiếp đi nào. Vì vậy đã có người cướp bản vẽ, rồi vẽ một bản theo bản gốc, sau đó đem bản chép lại này giấu ở giường của cố quan để chúng ta nghi ngờ hắn. Đối phương rất là thông minh. Chỉ cần chúng ta bắt được kẻ trộm bản vẽ thì sẽ buông lỏng cảnh giác. Hắn có thể nhân cơ hội này để trốn khỏi thành, rồi giao bản vẽ cho phản quân. Đây mới là du quan cao tay. Kẻ này quả thật vô cùng độc ác. Có điều, nếu như không phải do ngươi làm thì sao ngươi lại thừa nhận? Hắn thừa nhận đương nhiên là để bảo vệ đối phương. Lẽ nào bọn chúng là một ruột với nhau? Đây chỉ là một khả năng. Còn một khả năng lớn hơn là vị cố tiên sinh này tâm địa vô cùng lương thiện, lương thiện đến mức ngu ngốc. Ý của tướng quân là hắn biết rõ người ta du quan giáo quả nhưng vẫn bảo vệ cho đối phương. Không phải hắn điên rồi sao? Cố tiên sinh, sao người phải giấu giếm chứ? Rốt cuộc người biết những gì? Mau nói ra đi. Sao phải nhận tội thay cho người khác? Hà Tập à, cố quan vì ngươi mà đến mức này. Ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ hay sao? Cái gì chứ? Ta nghe nói trong phòng giam ngươi từng có lần bị bệnh, cố quan cứu ngươi một mạng. Còn ngươi vì để cảm ơn ơn cứu mạng nên luôn bảo vệ cho hắn. Nói một câu sống chết có nhau cũng không hề quá. Ta nghĩ là cố quan sẽ chịu tội cho ai? Trừ ngươi đây chứ. Ta thực sự không biết có người nào khác nữa. Quốc tướng quân à, chuyện này thực sự không hề liên quan đến Hà Tập. Điều do ta nhớ ra rồi. Hôm nay sức khỏe cố tiên sinh không được khỏe. Hà Tập là người chăm sóc cho cậu ấy. Nhất định là hắn. Nhân lúc tiên sinh không để ý rồi cố ý du quan hãm hại. Không chỉ vậy, lần trước khi ở trên tường thành, ta thấy hắn đứng ở đó không biết lúc đó hắn đang làm gì. Ta biết rồi. Thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị hết rồi. Ngươi muốn trốn ra khỏi thành? Không hề. Ta không có. Cố tiên sinh đối với ta có ơn cứu mạng, sao ta có thể hại ngài ấy? Ta thề. Ta ra khỏi thành chỉ để hái thuốc cho tiên sinh, ta tuyệt đối không muốn trốn thoát. Người nói muộn rồi, lôi hắn xuống đi. Rõ. Quốc tướng quân, ta bị quan, ta thật sự bị quan. Dẫn đi. Ta không phải là gian tế. Quốc tướng quân à, ngu ngốc. Người thay người khác nhận tội. Có phải thấy rằng bản thân của mình vô cùng cao thượng, thấy bản thân rất là vĩ đại? Người có biết mình đang làm cái gì hay không? Ta không bắt được gian tế, ngươi mất mạng chỉ là chuyện nhỏ. Gian tế lấy được bản đồ bố trí quả khí truyền ra ngoài, để quân địch có được cơ hội, thì bách tính toàn thành sẽ xui xẻo theo ngươi. Ngươi và Hà Tập tình nghĩa như ruột thịt, ngươi có thể chết vì hắn. Nhưng đây chỉ là thành toàn cho việc cá nhân thôi. Ngươi lại vì tình huynh đệ mà suýt nữa hại đến tính mạng của mọi người. Ngươi đã mất đi đại nghĩa rồi. Quốc tướng quân à, ta sai rồi. Chỉ có điều, ngươi còn muốn nói gì nữa đây? Ta tin tướng quân cũng sẽ không bỏ rơi dân chúng. Nhất định cô sẽ dẫn bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa Hà Tập trước nay luôn chăm sóc cho ta. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi sai đường được nữa. Vì thế mới nhất thời hồ đồ, muốn nhận tội thay cho hắn. Nhưng tướng quân nói đúng, tình nghĩa huynh đệ không thể làm trở ngại cho giang sơn xã tắc được. Quốc tướng quân, ta sai rồi. Ta xin lỗi. Hy vọng là ngươi đã thực sự biết sai. Lần sau nếu còn để ta nhìn thấy ngươi làm chuyện ngu ngốc thế này, ta nhất định sẽ phạt ngươi một trận đánh rồi đó. Ngươi cười cái gì? Ta cười vì người khác đều cảm thấy tướng quân lãnh khóc vô tình. Nhưng ta lại cảm thấy tướng quân là người tốt, hiếm có trên đời. Ta đối với người khác đổi lại là sự cảm kích và tôn trọng của người khác, chỉ là ơn huệ nhỏ thôi. Còn tướng quân từ bỏ thân phận nữ nhi, dùng sự lạnh lùng đối xử với người khác, đôi tay thường dính máu tanh, chịu nhiều lời chửi bới. Thực ra tất cả đều là vì dân chúng thiên hạ, mà họ toàn nói những lời oán trách. Ta thấy không phải là tướng quân không tốt, mà là bọn họ không tốt. Cố quan à, tướng quân à, thực ra ngươi cũng không phải là ngốc như vậy đâu.
Dương Phi à, người đang làm gì vậy? Không có gì đâu. Dương Phi à, đây đều là của hồi môn của người. Rốt cuộc người muốn làm gì vậy? Nàng ấy muốn lấy đi cầm đồ. Điện hạ. Người nói cái gì vậy? Nói gì sao? Nàng nói sao đây? Trả cho ta. Nàng cũng không phải là ngốc. Nàng lấy toàn là những thứ không có đánh dấu. Nhưng nàng đừng quên, tất cả mọi việc xảy ra ở Bình Thành đều ở dưới mắt của ta cả. Cho dù nàng muốn giấu, cũng sẽ có người bẩm báo lại cho ta. Đây là đồ của ta, sao phải bẩm báo với người chứ? Sở Ngọc à, rốt cuộc nàng có chuyện gì mà không thể nói cho ta biết? Đây là việc của riêng ta. Chúng ta là phu thê. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Lúc ta bị ơn, nàng luôn chăm sóc cho ta. Khi ta tỉnh lại thì nàng không còn ở đó nữa. Tại sao vậy? Bởi vì có Mã Trắc Phi chăm sóc cho ngươi rồi. Người ta muốn gặp là nàng mà. Tại sao nàng lại không đến? Được rồi, ta hỏi nàng câu khác. Rốt cuộc nàng có chuyện gì mà không thể nói cho ta biết? Xin lỗi, đây thực sự là chuyện riêng của ta. Ta có thể tự giải quyết được. Tự viết, tự viết. Thường xuyên luyện tập khi học. Thường xuyên luyện tập khi học. Có phải là niềm vui không? Có phải là niềm vui không? Hồng Tụ à, Sở Ngọc, không phải cô thiếu đồ sao? Ta đem đến cho mọi người rồi đây. Ta đem đến đồ ăn đồ chơi cho mọi người đó. Còn có cả đường nhân nữa. Đừng nhìn nữa, qua đây đi. Mau tới đây đi nào. Đây nè. Ta muốn con hổ này. Ta cũng muốn cái này. Của em đây nè. Tuyết Vân à, sao nàng lại tới đây? Sức khỏe của Điện Hạ chưa bình phục, ta không yên tâm nên đặc biệt tới thăm chàng. Chỉ là cả ngày không thấy chàng ở đây. Ba ngày chàng đi đâu vậy? Hôm nay chán quá, ta ra ngoài đi dạo một chút. Vậy sao? Tuyết Vân à, nàng sao vậy chứ? Điện Hạ rõ ràng đến chỗ của Dương Phi, tại sao lại nói dối chứ? Điện Hạ trước giờ chưa từng nói dối ta, nhưng tại sao Dương Phi lại là ngoại lệ? Ta còn có tấu chương phải xử lý. Nàng về đi. Điện Hạ, Điện Hạ, Điện Hạ, Tuyết Vân không tốt. Tuyết Vân chỉ nhất thời lỡ lời thôi, không phải là cố ý khiến Điện Hạ tức giận đâu. Chỉ là ta quá quan tâm chàng mà thôi. Tuyết Vân à, chuyện Điện Hạ đã đồng ý với Tuyết Vân giờ vẫn còn nhớ đó chứ? Còn nhớ là tốt rồi. Chỉ cần Điện Hạ còn nhớ thì Tuyết Vân đã không cần thứ gì khác nữa. Điện Hạ phải đối tốt với ta, chàng đã hứa vậy mà. Ta hứa với nàng. Lại Lan Nhược à, đây là đồ gì vậy? Hôm nay trong cung có tổ chức chơi bóng bộ. Đây là trang phục hôm nay chuẩn bị cho Dương Phi. Thế nào là chơi bóng bộ? Ngày trước các quý nhân trong cung đều thích cưỡi ngựa chơi bóng. Sau đó mọi người đều thấy ngựa hay chạy lung tung, khiến bụi tung mịt mù. Vậy nên không dùng tới ngựa mà tự chơi luôn. Tóm lại hôm nay người xem là sẽ biết ngay, thú vị lắm đó. Đúng là kiểu chơi mới ha. Sao người không nói cho ta biết sớm? Nô tỳ đã nói rồi, chắc là Dương Phi lại quên. Để ta xem nào. Hôm nay đi xem bóng, Dương Phi nhớ chăm sóc cho Điện Hạ đó. Dung Chỉ cũng đi hay sao? Dân, thực ra nô tỳ cũng thấy kỳ lạ. Vết thương của Điện Hạ còn chưa lành hẳn, sao có thể lên tham gia được chứ? Nếu Dung Chỉ mà không đi, chẳng phải để Khang Dương đắc ý hay sao? Lùi xuống đi nào, Dân. Nô tỳ không hiểu.
Thẩm Dự lật cả Bình Thành này lên, tìm mấy lần liền cũng không tìm được thích khách. Còn tên Khang Dương này là đối tượng bị nghi ngờ nhất, nhưng lại không tìm được chứng cứ cụ thể. Giờ khắp cả triều đình đều đang nhìn chằm chằm vào hai vị điện hạ, càng đứng trước đầu sóng ngọn gió thì Nhiếp Chính Vương như hắn lại càng đâm đầu vào chỗ khó, để tất cả mọi người đều thấy điện hạ trải qua mưa gió nhưng vẫn vững như bàn thạch. Dương Phi à, có lúc người khiến nô tỳ thấy rất là hồ đồ, nhưng cũng có lúc sao lại thông minh như vậy. Con người đó mà, chính là lúc cần thông minh thì thông minh, lúc cần ngốc thì phải ngốc chứ, như vậy mới vui vẻ được. Ta đi thay đồ đây. Tham kiến bệ hạ. Đứng lên cả đi, không cần quỳ nữa đâu. Hôm nay chúng ta tới xem thi đấu, đâu phải tới xem các ngươi quỳ. Mau đứng lên đi nào. Nào, Sở Ngọc à, sao hôm nay muội lại mặc đồ thi đấu vậy? Lẽ nào muội cũng muốn tham gia? Tất nhiên rồi ạ, chỉ xem thôi thì có gì thú vị đâu. Tất nhiên là muội cũng phải tham gia. Sở Ngọc à, ta cứ đi đó. Bệ hạ, con thấy sao? Có gì mà không được đâu chứ. Chẳng qua bên đội Nhiếp Chính Dương có mỹ nhân giúp sức, còn đội Khang Dương ai nguyện đi? Bệ hạ, tỳ thiếp nguyện đi. Đây là ai vậy? Thái hậu nương nương. Đây chính là tỳ nữ giặt đồ đó. Tỳ nữ giặt đồ, quả nhiên là xinh đẹp như lời đồn. Bệ hạ, để cô ta tham gia đi. Trên sân đấu toàn là đám nam nhân háo thắng, có gì hay ho đâu chứ. Có thêm bông hoa đẹp, chúng ta xem mới thoải mái. Được rồi, vậy thì mỗi đội thêm một người, ai chiến thắng thì trẫm sẽ trọng thưởng. Nhiếp Chính Vương à, vẫn chưa khỏe lại, còn muốn thi đấu hay sao? Không sợ chết ở đây hả? Dù ta chưa khỏe cũng không để ngươi đánh bại đâu. Nếu không tin thì cứ chờ mà xem. Được, ta mong chờ lắm đó. Chuẩn bị. Hậu nương nương đang lo lắng cho Nhiếp Chính Vương có phải không? Nhiếp Chính Vương kỹ thuật chơi bóng cao siêu, lại từng thắng nhiều lần, ta có gì mà phải lo đâu chứ? Không lo hả? Thấy Thái hậu nương nương nhìn chăm chú như vậy, thiếp còn tưởng là nương nương lo lắng cho điện hạ đó chứ. Mới vừa lành bệnh, thể lực không đủ cơ. Lần này ngươi nói sai rồi. Ta đang ngắm người đẹp ở bên cạnh Khang Dương. Ngươi nhìn cô ấy kìa, môi đỏ như son, mắt lúng liếng, đúng là bao nhiêu danh môn khuê tú ở Bình Thành này cũng không so bằng. Chẳng trách Khang Dương không màng thể diện giữ cô ta lại bằng được, cả chính phi cũng không cần luôn. Đây mới gọi là 3.000 dòng nước chỉ lấy một bầu.
hình mẫu hoàn hảo cho chỉ yêu mỹ nhân không cần giang sơn. Nương nương quá khen rồi. Nam nhân đó mà, đều thích có mới, nói cũ cả. Đám đồ chơi không có thể diện gì đó, chỉ là nhất thời mới mẻ thôi. Chờ nửa năm nữa, tất nhiên là sẽ quên sạch sành sanh. Vậy sao? Tất nhiên là như vậy rồi. Sao rồi hả? Nào, không sao đó chứ. Không sao ạ. Bỉ ổi, trách người vô dụng thôi. Trận đấu này đúng là đặc sắc đó. Cứ tưởng hai vị nữ lang chỉ tới góp mặt cho vui, không ngờ lại liều mạng như vậy. Chẳng qua chỉ để đổi lấy nụ cười của bệ hạ mà thôi. Cẩn thận đó. Dương Phi à, tuyệt lắm, hay lắm đó. Nhiếp chính Dương Phi này đúng là gan to bằng trời. Đã thi đấu rồi thì phải phân cao thấp chứ, nếu không thì còn thi đấu làm gì? Mỗi người đá một quả bóng chẳng phải là xong rồi sao? Dương Phi à, nàng không sao đó chứ? Tất nhiên là không sao rồi. Điện hạ, sao nàng lại liều lĩnh như vậy chứ? Chỉ là một trận đấu thôi mà, đâu cần phải liều mạng như vậy. Quẩn nhi không muốn để cho điện hạ mất mặt đâu. Mà quan trọng hơn là, cho dù lý do gì cũng không được phép để bản thân bị thương. Nếu không ta sẽ giận, không để ý đến nàng nữa đâu. Nàng ở đây đi, không được thi đấu nữa. Vậy thiếp ở đây, chờ điện hạ quay lại nha. Được. Yêu tinh, để nhiếp chính Dương Phi cũng rời sân đi, đừng để bị thương. Dân, nhiếp chính Dương Phi, Thái hậu nương nương mời người cùng thưởng thức trận đấu. Đấu bóng hay quá, muội còn chơi chưa đã mà. Sở Ngọc, thể diện của nhiếp chính Dương Phi quan trọng tới mức nào chứ? Lỡ như là muội bị thương thì phải làm sao đây? Không sao đâu, Thái hậu nương nương à. Lên đây đi nào. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Khang Dương à, ta thắng rồi. Nhiếp chính Dương à,
Lần sau người sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Điện hạ, điện hạ vì thua cuộc mà không vui hay sao? Sao như vậy được chứ? Chỉ là một trận đấu thôi mà, ta không để bụng đâu. Đúng rồi, sao hôm nay nàng mạo hiểm như vậy? Thiếp muốn xem trong lòng của Nhiếp Chính Dương, Dương Phi quan trọng tới đâu. Rõ ràng còn ở gần hơn ta, giơ tay ra là có thể cứu người. Nhưng hắn lại không làm gì, không hề có tình ý gì. Thiếp không nghĩ vậy đâu. Rõ ràng có thể giúp được, nhưng lại cố tình không làm gì. Có thể giống như lời đồn, Nhiếp Chính Dương đã ghét Dương Phi tới cực điểm. Nhưng còn một khả năng khác. Khả năng gì chứ? Đó là không muốn để cho người khác biết được tâm tư của mình, càng không muốn Dương Phi trở thành trung tâm chú ý. Nàng đó đúng là nghĩ nhiều rồi. Dung Chỉ thích Mã Trắc Phi, cả Bình Thành này đều biết. Có lẽ là do thiếp nghĩ nhiều thật đó. Sau này đừng để người khác trông thấy tóc nàng xõa ra thế này nữa đó. Vì sao vậy? Vì chỉ ta mới có thể được nhìn thôi, không cho kẻ khác thấy. Chủ nhân à, đã dẫn người tới rồi. Trên sân bóng xảy ra chuyện gì vậy? Dương Phi bất ngờ bị ngã, Nhiếp Chính Dương không ra tay cứu. Tất cả mọi người đều nói điện hạ rất ghét Dương Phi, nhưng Thẩm tướng quân lại rất là quan tâm. Thẩm tướng quân đỡ Dương Phi dậy, rồi lại tặng thuốc, có vẻ rất là thân thiết. Thẩm Ngộ sao? Đúng là thú vị đó. Ngươi lui xuống trước đi. Vâng ạ. Bích Hỷ à, có nô tỳ. Bách Nam Sa này không cần nữa sao? Thái người tính đô Trường Lạc. Bách Nam Sa này là món ăn giặc người thích nhất. Thứ Phi làm mấy lần rồi mà người không vừa ý, sao có thể dâng cho Thái Hậu được chứ? Nên đành phải bỏ đi thôi. Ta nhớ trong bếp vẫn còn một đĩa đó. Hay là chúng ta lấy qua đây đi, chia cho các chị em. Ngươi làm gì vậy? Ta còn tưởng là ai ăn dụng điểm tâm của Thái Hậu. Quá ra là ngươi sao? Cái gì không ăn dụng là chỉ ăn dụng điểm tâm? Đúng là mất mặt thay cho chủ nhân ngươi. Đây là thứ các ngươi không cần. Ta cũng không ăn được sao? Ta cho dù để cho chó ăn cũng không để cho ngươi. Đau quá. Nói lần nữa xem. Người đâu? Người đâu? Làm gì vậy? Các ngươi làm gì vậy? Các người thấy rồi chứ, cô ta đúng là vô liêm sỉ. Đã ăn dụng bánh nam sa chủ nhân chuẩn bị cho Thái Hậu. Đồ ăn trộm, không biết xấu hổ. Đúng là ghê tởm. Sao ngươi có thể ăn bánh của Thái Hậu? Đuổi ả ra khỏi phủ. Đuổi đi, đuổi khỏi phủ. Đồ mặt dày, mau đi đi. Đừng quay lại nữa. Làm gì vậy? Dám đuổi Thanh Diệt ra khỏi phủ hả? Cái đồ. Ta tưởng là chuyện gì lớn. Chẳng qua là chủ nhân đói rồi để Thanh Diệt tới nhà bếp xem có điểm tâm gì không. Sao lại ầm ĩ làm lớn chuyện như vậy chứ? Tham kiến Dương Phi. Thanh Diệt đâu? Bẩm Dương Phi, nô tỳ chưa từng gặp ạ. Nhà đầu này lại chạy đi đâu rồi? Bình thường ta không dùng hương, sao hôm nay lại đốt? Hôm qua trong phòng có côn trùng, ảnh hưởng tới giấc ngủ của Dương Phi. Trưởng sự đặc biệt dặn dò để chúng nô tỳ chuẩn bị. Đây là cỏ thơm xua đuổi côn trùng, có thể để Dương Phi ngon giấc hơn. Để Nhược Lan lo nhiều rồi, ngươi lùi xuống đi. Vâng ạ.
Hoàng Phi. Hoàng Phi. Làm sao? Tôi rất lạnh. Tôi rất khó chịu. Hoàng Phi. Tôi rất lạnh. Hoàng Phi. Hoàng Phi. Hoàng Phi.